Xin chào tất cả các em. Trong cái bài học trước, chúng ta đã tập làm quen với cái việc là đưa một cái bài toán của hàm tuyến tính tổng quát về dạng chính tắc rồi. Thế thì hôm nay tiếp cái phần tiếp theo để tạo tiền đề cho cái việc là đưa đến cái thuật toán giải bài toán của hàm tuyến tính thì ta sẽ thực hiện tiếp một cái công đoạn nữa. Đó là đưa một cái bài toán của hàm tuyến tổng quát không phải vì dạng chính tắc nữa mà đưa về dạng chuẩn của nó luôn. Thế thì một bài toán như thế nào gọi là dạng chuẩn, rồi kỹ thuật đưa ra sao thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của cái bài học để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn về nó. Cái nội dung chính như sau là để đưa một cái bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát mà về dạng chuẩn thì ta sẽ làm như sau, cụ thể như thế này. Cái thứ nhất, cái vấn đề đầu tiên là chúng ta phải đưa được cái bài toán đó về dạng chính tắc trước. Như vậy đưa nó về dạng chính tắc rồi á thì chúng ta lại tiếp tục là kiểm tra xem các cái cột hệ số tự do này nè nó đã không âm chưa, nghĩa là cái bài toán dạng chuẩn nó phải là một cái bài toán dạng chính tắc nhưng mà riêng cái cột hệ số tự do nó phải là cột không âm nữa. Đấy. Như vậy nếu như mà nó chưa á thì ta sẽ nhân vào vế trái của cái ràng buộc nào mà có cái vế phải âm một cái lượng là trừ một để cho cái vế phải nó thành một cái đại lượng dương. Đấy, đại lượng dương. Rồi bước thứ ba là chúng ta phải kiểm tra xem rằng cái bài toán quy hoạch tuyến tính này nó có dạng chuẩn chưa, sau khi mà ta cộng hoặc là trừ bớt đi các biến phụ rồi nhân vào hai vế một lượng là trừ một nếu như gặp trường hợp vế phải âm. Đấy, thì nếu như mà bài toán quy hoạch sau khi mà đưa về chính tắc mà nó đã có dạng chuẩn rồi thì chúng ta dừng lại xem như là đã chuẩn hóa xong. Nhưng mà nếu như mà bài toán mà chưa có dạng chuẩn thì bắt đầu ta mới phải thực hiện cái công đoạn tiếp theo như sau. Đó là cộng thêm vào cái vế trái của các cái ràng buộc ấy, các cái biến giả cần thiết. Ở đây ta sinh ra một cái loại biến nữa người ta gọi là biến giả. Để được cái hệ ràng buộc mà có ma trận hệ số chứa ma trận đơn vị cấp m. Trong đó M này chính là hạng của ma trận hệ số. Như vậy các em lưu ý rằng là nghĩa là ta thêm cái số lượng biến giả cần thiết vào trong các cái phương trình đó, để trong cái ma trận hệ số này nó có các cái vector cột là M cái vector đơn vị tương ứng. Đấy, tương ứng. Trong đó M này là hạng của hệ ma trận hệ số. Đấy. Khi nó có được M vector đơn vị thì đồng nghĩa với cái ma trận hệ số lúc này nó sẽ tự động chứa một cái ma trận đơn vị cấp M trong đó. Bước thứ tư là sẽ tiến hành cải biên lại cái hàm mục tiêu như sau. Trong trường hợp sinh ra biến giả thì biến giả nó sẽ ảnh hưởng đến các cái hàm mục tiêu như sau. Nếu như là hàm mục tiêu á là đặc biên thì ta sẽ cộng vào cái hàm mục tiêu này thêm một cái lượng đó là sigma các cái mxy. Trong đó M này là lớn tùy ý và các xy này là các cái biến x giả mà chúng ta đã thêm vào trong các cái ràng buộc. Đối với hàm mục tiêu thì ta lại cộng thêm một cái lượng là sigma mxy. Tiếp theo là trong cái trường hợp mà hàm mục tiêu đặt mắt thì ta sẽ cộng thêm một vào cái hàm mục tiêu một cái lượng là sigma mxy. Trong đó m không phải là lớn tùy ý như ở đây nữa mà là m ở đây là bé tùy ý, có nghĩa là nó là một cái đại lượng, một số âm và bé tùy ý. Và các xy này cũng là các biến giả. Như vậy là cái việc cải biên hàm mục tiêu có nghĩa là cộng thêm hoặc là bớt đi một cái lượng là sigma mxy. Trong đó tùy theo cái điều kiện là mắc hay min mà m này nó có thể là lớn tùy ý hoặc là bé tùy ý. Đó là cái quy trình để chúng ta đưa một cái bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát về cho đến một cái dạng đó là dạng chuẩn. Thế một cái dạng chuẩn của bài toán thì nó sẽ có lợi gì? Bởi vì khi mà ta đã đưa được cái bài toán về dạng chuẩn thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được một cái hệ nghiệm cơ bản đầu tiên của cái ràng buộc. Nhìn vào trong cái bài toán chúng ta sẽ có ngay cái nghiệm cơ bản đầu tiên của cái hệ ràng buộc. Và cái việc mà có được nghiệm cơ bản đầu tiên thì nó rất có lợi cho chúng ta trong cái việc thực hiện tiếp, có công đoạn thực hiện tìm tất cả các nghiệm cơ bản cũng như là đưa đến cái quy trình đi giải một cái bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát dựa vào cái bài toán dạng chuẩn thông qua cái thuật toán đơn hình. Sau này chúng ta sẽ gặp tiếp trong các bài học sau về cái thuật toán đơn hình.
Thế thì bây giờ tiếp theo thì mời các em đến với cái việc là vận dụng các cái kỹ thuật này, cái quy trình này để vào trong cái giải các cái bài tập cụ thể như sau. Cái bài số 1 là người ta yêu cầu là đưa cái bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chuẩn. Các hàm mục tiêu ở đây người ta cho là F là bằng x1 cộng 2x2 trừ x3 đặt mình. Ràng buộc thứ nhất là x1 cộng x2 cộng 2x3 nhỏ bằng 1. Ràng buộc thứ hai là 2x1 trừ x2 trừ x3 lớn bằng trừ 2. Ràng buộc thứ ba là x1 cộng x2 bán bằng 3. Trong đó các xy này đều không âm, với ri là bằng 1, 2, 3. Đấy. Như vậy là chúng ta cần phải quan sát trước vào trong cái bài toán này theo cái quy trình đầu tiên là phải đưa nó về dạng chính tắc trước. Đây là một bài toán quy hoạch tuyến tính tổng quát. Thế thì bây giờ đưa về dạng chính tắc thì trong cái bài học trước chúng ta đã biết các kỹ năng rồi. Đấy. Thì trước hết chúng ta sẽ đưa về dạng chính tắc như sau. Ở đây các xy này đều không âm. Và cái ràng buộc thứ nhất này buộc ta phải cộng vào đây một cái biến phụ là gì? Cộng vào đây một cái biến phụ là x4. Đó này. Bởi vì tăng thêm biến phụ x4. Rồi cái ràng buộc thứ hai này ta sẽ trừ vào đây một cái biến phụ là gì? X5. X5. Và cái ràng buộc thứ ba này ta sẽ cộng vào đây một cái biến phụ là x6. X6. Tiếp theo ta quan sát vào trong cái bài toán sau khi mình đã thực hiện thêm bớt các cái biến phụ vào trong các ràng buộc thì các em thấy rằng là bài toán sẽ trở thành đáng thức, nghĩa là các cái ràng buộc này trở thành phương trình hết. Thế thì bây giờ trong cái vế phải của cái ràng buộc này này nó có các cái thành phần 1, trừ 2 và 3, nhưng mà trừ 2 này nó lại âm. Như vậy là ta phải buộc phải đưa con số trừ 2 này về số dương bằng cách nhân vào hai vế của cái ràng buộc này một lượng là trừ 1. Như vậy ràng buộc tiếp theo này nó sẽ là trừ, chỗ này thành cộng, chỗ này thành cộng và chỗ này thành cộng. Và chỗ này là thành cộng 2. Dấu bằng xảy ra. Như vậy ta đã đưa được về chính tắc và trong vế phải này là không âm. Thế việc còn lại của chúng ta là đi kiểm tra qua thử rằng là trong cái ma trận hệ số này nó có chứa ma trận đơn vị hay không. Mà nếu nó chứa ma trận đơn vị rồi thì thực hiện không cần phải cộng thêm các biến giải cần thiết. Còn nếu như mà nó chưa thì phải buộc phải cộng thôi. Các em lưu ý rằng là muốn coi thử đằng trong ma trận hệ số này nó có chứa chưa thì ta sẽ liệt kê cái hệ số của nó ra. Thì các em lưu ý rằng là cái hệ ràng buộc lúc này nó sẽ có các cái hệ số như sau. X1 có ma trận hệ số chỗ này là 1, chỗ này là X2 là 1, X3 sẽ là gì? 2, X4 là 1, ứng với X5 chỗ này là 0 và ứng với X6 là 0. Đấy là cái riêng cái ràng buộc thứ nhất hệ số tương ứng với các biến là như thế này. Trường hợp thứ hai là x1 tương ứng với hệ số là trừ 2, x2 tương ứng với hệ số là 1, x3 tương ứng với hệ số là 1, x4 tương ứng với hệ số là 0, x5 tương ứng với hệ số là 1 và x6 tương ứng với hệ số là 0. Tương tự do cái ràng buộc thứ ba là x1 với là 1, x2 là 1, x3 là 0, x4 cũng là 0, x5 cũng là 0 và x6 là 1. Đấy. Và các em quan sát vào trong cái ma trận hệ số mà chúng ta đang xét này. Đây là ma trận hệ số của cái hệ ràng buộc ứng với cái bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc có vế phải là không âm. Như vậy trong cái ràng buộc này các em thấy rằng là cái ma trận hệ số này nó có chứa một cái ma trận đơn vị cấp 3 ở trong này. Và rõ ràng là cái ma trận này có hạng là bằng 3. Như vậy cái ma trận đơn vị cấp 3 là đây, ứng với ba cái vectơ cột. Đấy, đây là ba cái vectơ đơn vị mà chúng ta thấy rằng là như vậy bài toán này nó có chứa ma trận đơn vị trong này, vế phải đã không âm. Nghĩa là bài toán này sau khi cộng các biến phụ tự động đã chuyển thành bài toán quy hoạch dạng chuẩn mà chúng ta không cần phải cộng thêm các cái biến giải nữa. Đấy. Đó là cái bài kỹ năng để đưa cái bài toán về dạng chuẩn. Như vậy ta có thể giải bài toán này như sau. Trước hết là cộng vế trái của ràng buộc thứ nhất một biến phụ x4, đây như trên ta đã cộng rồi. Tiếp theo là trừ vào vế trái của ràng buộc thứ hai một cái biến phụ x5. Thế thì ta sẽ được là 2x1 trừ x2 trừ x3 trừ x5 bằng trừ 2. Sau đó ta nhân thẳng vào trong cái phương trình này một lượng là trừ 1 luôn để cho cái vế phải này nó thành không âm. Ta được là trừ 2x1 cộng x2 cộng x3 cộng x5. Đó nè, là bằng 2. Đấy. Rồi tiếp tục là cộng vào cái vế trái của ràng buộc thứ ba một cái biến phụ là x6. X6 đây như trên ta đã cộng rồi.
Đó là cái quá trình để đưa bài toán về dạng chính tắc. Và rõ ràng các xy này không âm cho nên chúng ta không cần phải xử lý gì về biến nữa. Đấy, nghĩa là bài toán sẽ sinh ra 6 biến, trong đó có 3 biến chính và 3 biến phụ. Đồng thời, cái bài toán mà sau khi đưa về dạng chính tắc thì tự động nó có dạng chuẩn luôn, bởi vì trong cái ma trận hệ số chúng ta mới tính toán ra đây, nó có chứa cái ma trận đơn vị cấp 3. Ở trong đó, số 3 này chính là hạng của cái ma trận hệ số. Như vậy, ta có thể ghi ra được cái bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn như sau. Vậy bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn sẽ được viết lại như sau. F là bằng x1 cộng 2x2 trừ x3 đặt min. Hàm mục tiêu không có gì thay đổi, bởi vì các biến ở đây đều là biến phụ, cho nên chúng ta không cần phải thực hiện một cái công đoạn là cải biên lại cái hàm mục tiêu. Về ràng buộc thứ nhất sẽ trở thành là x1 cộng x2 cộng 2x3 cộng x4 bằng 1. Ràng buộc thứ hai sẽ trừ 2x1 cộng x2 cộng x3 cộng x5 bằng 2. Ràng buộc thứ ba sẽ thành x1 cộng x2 cộng x6 bằng 3. Trong đó các xy luôn luôn không âm, trong đó có ri là chạy từ 1 đến 6. Với x4, x5, x6 là các biến phụ. Đó là cái bài toán dạng chuẩn mà chúng ta cần tìm. Tiếp theo thầy sẽ mời các em đến với một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai khó hơn một tí. Bây giờ ta thấy này, đưa cái bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chuẩn. Hàm mục tiêu người ta cho là f sẽ bằng x1 cộng x2 cộng 3x3 cộng 2x4 đặt mắt. Hàm cái ràng buộc đầu tiên là x1 cộng 2x2 cộng x3 cộng 2x4 là bán bằng 10. Ràng buộc thứ hai là 2x1 cộng x2 cộng 3x3 cộng 4x4 là bằng 9. Ràng buộc thứ ba là x1 cộng 2x2 cộng 2x3 cộng x4 lớn bằng 8. Trong đó các xy luôn luôn không âm với ri chạy từ 1 đến 4. Nghĩa là chúng ta có 4 biến chính và 4 cái biến này đều không âm cả. Đây là một bài toán quy hoạch tuyến tính dưới dạng tổng quát. Bây giờ việc đầu tiên của chúng ta lại tiếp tục thực hiện đưa bài toán này về dạng chính tắc trước. Thì rõ ràng muốn đưa về chính tắc chúng ta có hai cái ràng buộc bắt phương trình ở đây. Đó là ràng buộc thứ nhất và ràng buộc thứ ba chúng ta cần phải xử lý. Muốn đưa về chính tắc thì ta phải cộng vào trong cái vế trái này một cái biến phụ tiếp theo là x gì? X5. Đấy. Và chỗ này ta sẽ trừ vào vế trái một cái biến phụ là x6. Như vậy nó sinh ra hai cái biến phụ ở đây. Đó này. Còn cái ràng buộc thứ hai này nó là phương trình rồi, chúng ta không cần thêm bớt gì nữa. Chưa nè. Như vậy rõ ràng cái bài toán này đưa về dạng chính tắc rất đơn giản, chỉ cần thêm bớt hai cái biến phụ vào trong cái ràng buộc thứ nhất và thứ ba thôi. Tuy nhiên cái ma trận hệ số lúc này nó như thế nào? Các em quan sát vào đây. Dựa vào trong cái hệ phương trình sau khi đưa về dạng chính tắc thì ma trận hệ số sẽ là riêng cái ràng buộc thứ nhất nó sẽ là 1 2 1 ứng với x4 sẽ là 2, ứng với x5 sẽ là 1, ứng với x6 là 0. Đấy. Ràng buộc thứ hai sẽ là 2, ứng với x2 là 1, ứng với x3 là gì? 3. Ứng với x4 là 4. Ứng với x5 là 0. Ứng với x6 cũng là 0. Ràng buộc thứ ba sẽ là 1. Ứng với x2 là 2. Ứng với x3 là 2. Ứng với x4 là 1. Ứng với x5 là 0. Ứng với x6 là trừ 1. Quan sát vào đây, vế phải đều không âm cả, 10, 9, 8 đều không âm, cho nên chúng ta không cần phải xử lý trường hợp vế phải bán không nữa. Như vậy bài toán đã cho có dạng chính tắc. Tuy nhiên, nhìn vào trong cái ma trận hệ số, các em thấy rằng là trong cái ma trận hệ số nó chỉ có chứa một cái vectơ đơn vị đầu tiên, đó là cái vectơ này thôi. Đấy. Như vậy chúng ta cần phải cố gắng thêm vào đây hai cái vectơ đơn vị nữa. Mà hai cái vectơ đơn vị này, con số 1 nó sẽ nằm ở vị trí là gì? Của cái phương trình 2, và con số 1 nằm ở vị trí của phương trình 3 nữa mới đủ. Chứ còn chỗ này mới có 1, 0, 0. Thế ta bổ sung vào cái phương trình nào và phương trình nào những biến phụ cần thiết nè, biến giả cần thiết nè. Ở đây ta thấy rằng là cái phương trình 1 này nó đã có con số 1 ứng với vectơ đơn vị đầu tiên rồi. Thế thì chắc chắn là muốn cho chỗ này nó thành là 1, 0, 0 đây, đúng không? Thì buộc phải cộng vào đây một cái phương trình 2 này, một cái biến giả nữa. Thì mới sinh ra chỗ này là 1 được. Như vậy riêng cái này ta sẽ cộng vào đây một cái biến giả là x7. Như vậy nó sinh ra cái vectơ đơn vị là 0, 1, 0. Nhưng mà chưa đủ, ở đây mới có hai vectơ đơn vị, mới còn một cái vectơ đơn vị nữa. Bởi vì tứ ba phương trình lập. Thế thì chắc chắn con số 1 tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu? Con số 1 tiếp theo nó sẽ là nằm ở chỗ này.
Chỗ này sẽ là 1, chỗ này là 0, ở đây là 0. Như vậy đồng nghĩa và ta sẽ cộng vào trong cái ràng buộc thứ ba này một cái biến giả nữa, đó là x8. Đấy, như vậy là ta được ba cái vector đơn vị. Đây là vector đơn vị thứ nhất, đây là vector đơn vị thứ hai, và đây là vector đơn vị thứ ba. Ứng với ba vector đơn vị này, chúng ta sẽ có được ma trận đơn vị cấp 3 của bài toán. Đấy, như vậy là ta sẽ được bài toán dạng chuẩn ngay. Bởi vì từ ba cái vector đơn vị này, ta sẽ có được ngay cái hệ biến cơ bản đầu tiên trong cái hệ ràng buộc, đó là x5, x7 và x8. Đó là cái hệ biến cơ bản đầu tiên của hệ ràng buộc. Như vậy là ta sẽ thấy rằng là qua quá trình phân tích, bài toán đã sinh ra 8 biến. Trong đó có hai cái biến giả và hai cái biến phụ, còn lại là bốn cái biến chính. Và lưu ý rằng là ở đây chúng ta có hai cái biến giả là x7, x8, như vậy là bài toán này đặt mắt, nghĩa là ta phải cộng vào đây trong cái quá trình xử lý hàm mục tiêu M này của chỗ này là x7 cộng x8. Đấy, sigma ở đây là x7, x8 đều biến giả. Và lưu ý rằng M ở đây là bé tùy ý. M ở đây là bé tùy ý. Và hàm mục tiêu vẫn đặt mắt. Đây là cái hàm mục tiêu sau khi đã được cải biên lại. Khác đi. Như vậy ta có thể nêu lại cái quá trình giải bài toán như sau. Cộng vào vế trái của ràng buộc thứ nhất một biến phụ là x5. Tiếp, trừ vào vế trái của ràng buộc thứ ba biến phụ x6. Ta được bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc như sau. Đây là bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc. Tiếp theo ta sẽ xử lý cái trường hợp là đưa cái bài toán quy hoạch tuyến tính chính tắc này về dạng chuẩn bằng cách cộng thêm vào cái ràng buộc thứ hai và thứ ba này hai cái biến biến giả x7, x8 và tiến hành cải biên lại cái hàm mục tiêu. Cộng vào ràng buộc thứ hai và thứ ba các cái biến giả là x7, x8. Đấy, như vậy ta sẽ được hai cái vector đơn vị tương ứng ở cái dòng 2 và dòng 3. Tiếp theo là tiến hành cải biên lại cái hàm mục tiêu sẽ trở thành là x1 cộng x2 cộng 3x3 cộng 2x4 và cộng cho m x7 cộng m x8 đặt mắt. Trong đó lưu ý m ở đây là bé tùy ý. Đấy, như vậy cuối cùng ta sẽ được kết quả là bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn như sau. F là bằng x1 cộng x2 cộng 3x3 cộng 2x4 cộng m x7 cộng m x8 đọc mắt. X1 ràng buộc thứ nhất trở thành x1 cộng 2x2 cộng x3 cộng 2x4 cộng x5 bằng 10. Ràng buộc thứ hai trở thành 2x1 cộng x2 cộng 3x3 cộng 4x4 cộng x7 bằng 9. Ràng buộc thứ ba là x1 cộng 2x2 cộng 2x3 cộng x4 trừ x6 cộng x8 bằng 8. Trong đó các x ri luôn luôn không âm với ri chạy từ 1 đến 8. Lưu ý rằng trong cái hệ biến từ x1 đến x8 có x5 và x6 là các biến phụ, x7, x8 là các biến giả và m ở đây là bé tùy ý. Đây, một bài toán dạng chuẩn là bài toán mà chúng ta cần phải khai báo đầy đủ các cái loại biến ra, biến nào phụ, biến nào giả, bởi vì cái biến giả và biến phụ nó ảnh hưởng rất lớn đến nghiệm của bài toán sau này mà chúng ta sẽ xét. Rõ ràng là bài toán này nó phức tạp hơn một chút trong quá trình giải. Các em lưu ý rằng là cần phải thêm bớt các cái biến giả cần thiết để cho nó thành một bài toán chuẩn. Thì tiếp theo thầy sẽ mời các em đến với một cái bài tập về nhà để chúng ta có thể tự giải và tự kiểm tra cho mình, làm quen với cái kỹ năng này. Về bài tập về nhà thì người ta yêu cầu là đưa cái bài toán quy hoạch tuyến tính sau về dạng chuẩn. Ở đây F là bằng x1 cộng x2 trừ x3 đặt mình. Ràng buộc thứ nhất là x1 trừ x2 cộng x3 bán bằng trừ 1. Ràng buộc thứ hai là trừ x1 cộng 2x2 bán bằng 2. Ràng buộc thứ ba là x2 cộng 3x3 lớn bằng 3. Trong đó các x ri này đều không âm với ri là 1, 2, 3. Trước hết ta phân tích cái bài toán này một chút, thầy sẽ hướng dẫn để các em có thể về nhà tự giải được. Quan sát vào trong cái bài toán thì trước hết ta phải thực hiện cái quy trình là đưa nó về dạng chính tắc trước. Thế ở đây các em thấy rằng là cái phương trình 1 này, bắt phương trình 1 này nó chưa có dấu bằng, như vậy muốn đưa về chính tắc thì phải cộng vào đây một cái biến phụ là x4. X4. Và chỗ này ta cộng một cái biến phụ là x gì? X5. Chỗ này ta lại trừ một cái biến phụ là x6.
Như vậy là chúng ta sinh ra ba cái biến phụ tiếp theo. Tuy nhiên sau khi có cái bài toán về dạng chính tắc rồi á, thì ta phải xử lý tiếp cái cộng hệ số tự do phải không âm. Thì riêng cái cộng hệ số tự do ở cái phương trình 1 nó có cái con số 1 này là âm. Như vậy là ta phải nhân vào hai vế này một lượng là trừ 1 để ta được cái phương trình như sau. Như vậy chỗ này là thành trừ, chỗ này thành cộng, chỗ này thành trừ, chỗ này trừ. Đấy, trừ. Và chỗ này là thành trừ luôn. Đấy, chỗ này thành trừ. Và con 1 này thành cộng 1. Như vậy ta sẽ được cái bài toán dạng chính tắc mà có vế phải là không âm. Thì bây giờ ta quan sát cái mặt trận hệ số để ta bàn tới cái chuyện là đưa nó về dạng chuẩn. Thì trong cái phương trình đầu tiên á, thì các em thấy rằng cái hệ số của nó là trừ 1. X2 là 1. X3 là trừ 1. X4 là trừ 1. Ứng với X5 là 0. X6 là 0. Đó nè. Rồi trong cái phương trình 2 là X1 là trừ 1. X2 là 2. X3 thì là 0. X4 cũng 0 luôn. X5 là 1. X6 là 0. Ở trong cái phương trình thứ 3 thì chỗ này là x1 bằng 0, x2 bằng 1, x3 là 3, x4 là 0, x5 0 và x6 là trừ 1. Bây giờ các em quan sát vào trong cái ma trận hệ số của bài toán của hoạch tính tính chính tắc, chúng ta đã thấy rằng là các cái trong này nó có ba cái phương trình nhưng mà chỉ có mới có một cái vector đơn vị này thôi. Đó là cái vector số 2 này. Và con số 1 nằm ở thành phần ở cái phương trình thứ hai ứng với cái biến phụ là x5. Còn lại các cái cậu còn lại chưa có cái vector đơn vị nào cả. Ở đây chúng ta chỉ cần bổ sung thêm hai cái vector đơn vị nữa ứng với các cái thành phần đầu tiên là con số 1 nằm ở dòng 1, có nghĩa là ta phải bổ sung thêm hai vector đơn vị sau đây. Đó là 1 0 0 và 0 0 1. Như vậy dựa vào đây ta thấy rằng là cần phải thêm vào trong cái phương trình 1 này một cái biến giả nữa là cộng vào đây một cái biến giả là x mấy? X7 phải không? X7. Và cộng nốt vào trong cái phương trình 3 này một cái biến giả nữa là gì? Cộng vào đây một cái biến giả nữa là x8. Như vậy các em thấy rằng là ta sẽ được ngay là ba cái vector đơn vị ứng với ba cái thành phần của các cái biến giả x biến x5, x7 và x8. Đây là ba cái hệ ba cái biến cơ bản mà chúng ta sẽ có được trong cái việc giải cái hệ phương trình này. Như vậy sinh ra ba biến phụ và hai cái biến giả. Như vậy cải biên lại cái hàm mục tiêu ở đây các em phải cộng thêm cho m gì? MX7 cộng cho x8. Đây, trong đó m này là lớn từ x. Như vậy là thầy đã phân tích xong. Việc còn lại của các em là thay thế và tính toán lại nữa thôi. Sắp xếp cho nó hợp lý. Đó là toàn bộ cái nội dung của cái bài học hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các cái bài học sau.